Погоди. Сейчас, сейчас не поймал. Ладно. Играй. Сейчас, слабенько, Саш. Anh đi lấy nhà con về ở dưới biển. Hai bốc cát á. Bốc cát là con thả xuống gì coi chừng có hết vô á. Con dòm hả? Con nhìn hả? Nhìn nó rơi sao hả? Nó rơi chậm đúng không? Rất là chậm. Mà nó lượn qua lượn lại nữa phải không? Брегун. Ответ. Бублик. Con phải muốn lặn, con phải muốn ấy, con đeo cái mặt nạ giống như cái ông đó kìa. Nó sẽ rất kì mơ kì, cái gì sẽ kìa. Thì đó, cái đó là nguyên bao nguyên cái mặt luôn á, che nguyên cái mặt luôn.
Mò được cát hả? Mò cát hả? Lưới, cái tấm lưới á. Chiếc thuyền bồm đang ra rồi kìa, ra đang chiếc rồi kìa. Đẹp không? Nghe đẹp. Không có bị thấp.